Ê, cặp dê cũng không biết luôn á. Cặp dê cũng không biết là miếng nào luôn. Đúng không? Không phải luôn, không phải luôn. Ủa? Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Tôi lòng ngẫu nhiên nha. Chứ cái nào tôi đưa vô cái đó là dính à. Nè, anh xếp sẵn rồi. Ok, ok. Anh xếp sẵn rồi, cứ y như vậy mà làm, đừng có. Anh chỉ cho nè. Bên kia xếp miền Bắc thì em xếp dưới miền Nam xếp lên. Không phải, nó rời anh, nó rời. Sợ nó xéo đúng không, Cặp dê không có dáng luôn á, thiệt á. Rồi, nhà tới chứ chú Nguyễn ít bắt hình em lại nha. Thơ hả, phải văn đồ thơ mà vậy là sự ép em rồi. Em sao mà cảm xúc dạt dào mà văn thơ lai láng được. Bây giờ còn không biết mà mở đầu sao nữa. Ê, mở mạng lên coi bài văn mẫu như thế nào không. Để tôi mời sao. Để tôi mời làm sao. 30 nha. 10 năm tới. Văn về đó. Ôi, văn về quá. Yêu quái, hiện cái hình kinh chiêu. Thấy không? Thấy không? Chưa tập trung. Cáo chưa tập trung. Thấy không? Chưa tập trung. Quy. Thế là tôi đi giết chị tôi lại quên rồi. Cảm ơn. Yêu quái yếu hay, hiện quý hình. Tiên rồi. Vậy anh đang tập trung nha. Đúng đó. Đang tập trung. Ok, anh đang tập trung. Hiểu. Sorry anh. Giết chủ nhà chưa? Chưa. Em giết được hàng rồi, em hết giết nổi rồi. Sao văn kỳ ta? Ủa, em giết như cao phó vậy? Cái gì anh ơi? Sao có vua? Em đưa mình gặp đi tôi. Cho tôi miễn văn đi. Ơi. Cho tôi miễn văn đi. Hai anh em xin đôi. Ôi, một đôi thật là xúi xẻo. Chào anh. Ừ. Anh là... Đi ra cho đội ta chơi. Đội chậm chạp. Khi mọi thứ đều chống lại bạn, bạn phải nhớ rằng, nhớ gì? Máy bay đang bay theo chiều gió. Bay chiều gió là sao? Theo chiều gió. Xin lại, xin lại. ID4 lại đi cho chắc luôn. Lại đi có một lượt thôi à. Cho em lại đi. Khi mọi thứ đều chống lại bạn, đưa lại đây em ơi. Đồng đi. Cái gì? Đi qua ba địa điểm thành phố của cả nước, điểm đầu là Bắc Bó Cao Bằng, điểm cuối là đất mũi Cà Mau, đi vào thơ ca nhạc họa nhiều nhất, được quyết định thành lập lần đầu năm 1900. Ủa, đi qua ba địa điểm của sao? Ủa, này đường lên đỉnh Obelia. Thôi khó quá. Ủa, nó là cái gì? Đi qua 30 tỉnh thành phố của cả nước. Chương trình đi qua 30 tỉnh, thành phố của cả nước. Điểm đầu là Bắc Bó, điểm cuối là đi vào thơ. Đi vào thơ ca hồi nào? Xuống kiếm. Được quyết định thành lập năm 1959, lúc này em chưa đẻ mà sao em biết được. Là bà ngoại, em được nhờ người thân là bà ngoại em hay không? Ờ, gọi điện về bà ngoại đi. Đúng, 1959 là lúc đó em chưa có đẻ. Alo, ngoại hả? Ừ. Dạ. Ừ, ngoại tắt máy luôn rồi. Ngoại không biết luôn. Ngoại nói rồi đừng phiền ngoại. Rồi các bạn ơi, bây giờ là thử thách này các bạn cũng sẽ kiếm điểm theo cái hình thức giống như những thử thách khác ha. Đội nào về nhất thì sẽ được cộng 40 điểm. Rồi. Đội nào về nhì thì sẽ được cộng 30 điểm. Dạ. Và đội về ba thì được cộng 20 điểm. Tuyệt vời. Bây giờ ở cái lượt này, tại vì ở nhà tôi cũng có một cái bản đồ y chang vậy mà tôi làm việc với nó mỗi ngày. Dạ. Mọi người ở đây cũng tham gia rồi nên biết đúng không? Dạ. Dạ. Cho nên là tôi sẽ gọi là công bằng và tôi không tham gia ở trò chơi này, tôi sẽ nhường cho Tăng Duy Tân với lại Hiếu Thứ Hai. Trời ơi, Tăng Duy Tân cũng là một cái gì gọi là cái gì? Đúng rồi. Nhà nghiên cứu học Đông Dương. Đông Phương học. Ở đây thì chúng tôi có đón một người con Đồng Nai rất hài. Tôi xin tôi xa. Đối với cái này thì thật sự nó hoài khả năng của tôi. Nó hoài à? Nó hoài à? Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Vô. Đó, hôm qua giờ chưa thắng cái gì phải thắng lần. Okay, nha. Vô đây chứ. Trời ơi, thắng miết à. Có đâu. Phải đo cái này. Rồi, dán cái này chứ. Cái này từ đây. Ủa, phải dán vô luôn hả? Thật ra ở đây ban tổ chức rất là ưu ái luôn á, cho từng vùng rồi chứ phải cho từng tỉnh. Cho từng tỉnh thì chắc mấy tay này nó thua. Mạnh này đâu? Sơn La. Để này Cao Bằng mà, mình còn Cao Bằng mà. Đây. Ok, rồi. Được ra. Cái này nó có ghép á cho nên cứ vô khất là nó dính thôi.
Ê, cặp dê cũng không biết luôn á. Cặp dê cũng không biết đến mình miếng nào luôn. Đúng không? Không phải luôn, không phải luôn. Ủa? Đây nè, đây nè. Tôi lọc ngẫu nhiên nha. Chứ cái nào tôi đưa vô cái đó là dính à. Nè, anh xếp sẵn rồi. Ok ok. Anh xếp sẵn rồi, cứ y như vậy mà làm, đừng có. Anh chỉ cho nè. Bên kia xếp miền Bắc thì em xếp dưới miền Nam, xếp lên. Không phải, nó rời anh, nó rời. Sợ nó xéo đúng không? Sợ nó xéo. Cặp dê không có dán luôn á, thiệt á. Rồi, nhà tới chị bán đi. Đúng rồi, ít bắt hình em lại nha. Chưa, anh ở miền Nam, rồi. Tôn Tâm không có ẻo em ơi. Tôn Tâm, dưới đây miền Trung. Tôn Tâm mà anh làm gì ở Thanh Hóa? Tôn Tâm làm gì ở Thanh Hóa? Mày nhỏ tí không được hả? Để mặt em tôi được không? Để nè, nó nằm về nè, hiểu không? Mà là nó dữ gì đâu. Nó từ, nó phải từ từ. Phải rồi, từ, em ướp nha, Nói vô đây nè, được chưa? Đúng rồi. Sao tôi khổ vậy? Em ơi, người ta đi phượt, con đi khắp Việt Nam rồi mình mới đi có 4 tỉnh với em. Sao kệ. Ráng làm sao hồi dư gan tỉnh chắc cười chết luôn á trời. Ê, hồi nữa tôi quê em luôn á. Cà Mau ở dưới chứ, sao Cà Mau bên trên được, Cà Mau dưới cùng. Cuối cùng, đây nè, đó. Bảy. Cái khớp, cái bên thành phố Hồ Chí Minh là Long An nó để vô thôi chứ suy nghĩ gì nữa. Rồi xong, rồi trang trí. Phú Quốc ở... Kiên Giang, phim Phú Quốc nằm đây. Phú Quốc nằm đây nó sẽ ảnh Khánh Hòa ở... Máy bay cho nó mà bay ra đường luôn. Thế là... Ở đâu, ở đây hả anh vậy? Ờ, gần thôi. Đây, canh đào... Quê. Về. Lấy đi. Mình cầm nghe đồng hai mà không biết quê hương mình đâu. Đâu. Xếp sẵn rồi đó, chỉ dán câu mà chứ nghĩ gì nữa. Cầm miếng đất quê hương mình mà không biết ở đâu. Rộng. Tê. Để mà hát quê hương Đồng Nai. Tê. Thôi tự nhiên tôi gác chữ Việt Nam sao còn dư lượng lại chữ Y. Còn này đó, này biển SS bên đây. Xong ạ. Xong. Xếp chậm thiệt luôn á. Trời ơi. Ủa xong trước, đâu có, em phải trang trí chứ. Tụi tôi trang trí xong hết rồi. Bên kia chưa trang trí mà xong cái gì? Xong hùa hả? Ủa anh ơi, trang trí đâu ta thích là đẹp, thích thì thôi. Trang trí là tùy anh, trang trí xong hết chứ. Cuộc đời mình sẽ đầu tiên. Sử dụng cho hết mấy miếng dán chứ, sử dụng cho hết mấy miếng dán. Trời ơi, thấy chưa cô Sáu à. Trời ơi. Rồi, xin mời các bạn đứng trước bản đồ của mình đi ạ. Đây à, đây, nãy giờ luôn rồi chị. Đây à. Các bạn có muốn thuyết trình hay là muốn nói gì thêm không? Dạ, tụi em cũng cố gắng gắn đẹp nhất có thể. Đúng rồi, và đây okay. Là bản đồ Việt Nam. Dạ. Dạ thưa chị, yêu sao người Việt Nam đẹp màu da pha mưa nắng. Trời cha ông xịt gai trong, ngàn năm lưu dấu non sông. Đẹp mãi nhé những tâm hồn, Việt Nam dấu yêu. Và những lời bài hát là những lời mà tụi em muốn gửi gắm đến. Nói về địa danh đi, dạ đây là Đồng Nai. Đây quê hương anh. Dạ đúng rồi, quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài, diễn hài không vui. Nhưng mà cô cố gắng đúng, diễn hài rất vui nhưng mà có cố gắng. Bên đội này nha. Hãy giải thích về 4 cái máy bay kia. À dạ, 2 chiếc máy bay này là chúng ta luôn luôn phát triển và đi lên nè. Dạ, còn 2 chiếc máy bay là... châu đầu vào nhau là vé đi và vé về, dạ. Con khứ hồi. Thì những nơi mà chúng tôi được có thể được cho phép quay là chúng tôi đã đi rồi. Dạ. Và sắp tới thì những tỉnh thành mà gọi là những nơi mà chúng tôi cũng sẽ xin được phép quay để mà gọi là giới thiệu cho bà con cả nước cũng như bà con thế giới biết về cái sự đẹp hùng vĩ cũng như là những cái điều mà bà con ít nhất phải một lần được trải nghiệm ở các tỉnh thành Việt Nam. Ví dụ như Thanh Hóa này cũng có nhiều rất là hay. Ví dụ như là Gia Lai cũng có nhiều điều rất là hay. Đắk Lắk thì cũng rất là hay nhưng mà nhiều người biết nhiều hơn là Gia Lai. Đó, xa như là Yên Bái mà cũng chưa đi nữa. Điện Biên là năm nay là năm Điện Biên đó mọi người ha. Mình cũng sẽ mong ước được một lần đến Điện Biên. Chúng ta đã đi được nhiều tỉnh 80% á. Nhưng mà tổ quốc của chúng ta thì vẫn còn rất là nhiều vùng xinh đẹp mà chúng ta chưa khám phá đúng không? Hôm nay chúng ta đi Khánh Hòa thì quần đảo Trường Sa cũng thuộc Khánh Hòa. Nhưng mà biết đâu có một ngày thì chúng ta sẽ được đặt chân lên đến quần đảo Trường Sa luôn.
Như vậy là các bạn đã hoàn thành cái thử thách ở đây. Và thứ tự gần như không có gì thay đổi. Đội Kỳ Nam vẫn là đội hoàn thành sớm nhất. Đội Trầm Hương là đội hoàn thành thứ nhì. Về ba luôn luôn là đội Yến Xào. Nhưng mà sau điểm cao chắc là có lo. Các bạn vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi về cái số điểm mà các bạn lấy từ đội nào. Mời đội yếu nhất Đúng rồi, mời đội yếu nhất. Mời ta chi rồi ta ấy cho mà biết. Đây là cộng luôn cả hai cái thử thách nha. Đội Lâm Trung 20. Lâm Trung 20. Bây giờ cái này 20 nữa tổng cộng các bạn được 60 điểm đã. Trong ấy thử đách cầm vào rừng xanh. Cùng sẽ lấy của đội 60, 130. 120 với cả cái này 30 được 150. Các bạn tình yêu hai đó đi. Các bạn muốn lấy 150 điểm này từ đội nào? Lần này mình cũng vui về nhì mà mình dìm luôn cái đội cuối cùng đi. Nãy đội cuối cùng ta. Vẫn là đội gì hôm qua thì cái đội cuối là nhất hết. Thì bây giờ là cái đội hôm qua đội cuối. Đội nè, đội gây nghiệp và người lãnh nghiệp. Chúng tôi luôn về nhất nhưng mà chúng tôi đã bị tì đè. Ai đè? Hai em lên đi quyết định đi. Chơi mà bị tì hiềm quá. Đúng, chúng tôi bị gọi là học đường. Dạ thưa thầy. Từ từ để cộng điểm. Thưa thầy. Điểm hôm nay nhiều lắm. Tụi em hôm nay thì mong thầy cho khỏe tốt chứ tụi em ăn cơm cháo trắng hoài tụi em cũng ngán lắm rồi thực sự thầy. Hết ăn rồi. Trời ơi. Mà đứa chẳng lẽ chặng cuối tụi em lại gọi là thầy. Về bét. Thầy đợt này mà con mà thua con mà rớt á là tôi con bỏ nhà con đi đó thầy. Điểm số mà đội các bạn được lấy trong thử thách lần này sau khi tổng cộng là các bạn được lấy 120 điểm. Bây giờ các bạn muốn lấy từ đội nào? Trời ơi. Sẽ là góc tâm sự đàn ông. Các bạn có bao giờ tự nhìn lại chính mình và nghĩ là nếu như thời gian quay trở lại thì các bạn sẽ là một cái phiên bản tốt hơn như thế nào không ạ? Bây giờ ở đây chắc anh Thịnh lớn nhất, anh Thịnh sẽ là người tâm sự đầu tiên. Có một chút tiếc nuối. Cái đây khoảng 10 năm rồi á, mình hơi bị coi thường cái vụ mà quan tâm đến sức khỏe đúng không? Bóc dáng. Mình nghĩ là chắc không sao, lên vài ký không sao. Tới bây giờ xuống 2-3 ký rất khó. Đúng rồi. Và thấy nó sự khác biệt. Chỉ 10 năm thôi thấy khác biệt đi. Ngày xưa chơi mấy cái này là không có là gì nữa. Bây giờ thì là khác biệt. Mệt, mau mệt. Cho nên chỉ có chút tiếc nuối là mình đã không quan tâm tới cái body, cái sức khỏe mình. Còn anh Khánh, anh muốn mình thay đổi gì? Mình sẽ chọn bạn chơi hơn chút xíu. Tại vì lúc còn trẻ mình là chơi với những cái bạn ham chơi. Chứ mình không có nghĩ tới chuyện là mình phải chơi những cái người chịu khó làm ăn, những người có kiến thức. Để rồi bây giờ mình không có kiến thức của mình không có, và mình cũng không có cái vốn làm ăn giỏi như những cái người mà ngang tuổi với mình mà hồi đó người ta chịu đi chơi với những cái người chịu khó làm ăn hơn. Đó, cho nên là bây giờ mình bắt đầu phải tập lại từ đầu và mình phải chịu khó làm lại thì mình vất vả hơn những người mà lúc mà họ đi chơi mà họ có chịu khó học hỏi nhiều hơn. Ok, nếu như em mà quay lại điều ước cho cái sai lầm lớn nhất của em khi mà còn trẻ của một người đàn ông là em sẽ không mời đám cưới anh Huy Khánh. Trời ơi, mẹ một ngày quá. Trời ơi, lúc đó là mọi người biết không, em dưới quê thì em cũng phải lựa chọn rất là nhiều. Bây giờ em rất là ngại đó mọi người, em cũng biết rất là ngại. Những người thân em thân thiết cũng như là đồng cam cộng khổ sống chết với nhau. Em mới mời thôi. Mà cũng đâu có đó bây giờ. Mà anh Khánh tới là một niềm vinh hạnh gia đình rồi, nữa. Bà con xa xôi dịu dời, ta kêu là Quý Khánh nhiều khi quên chú rể luôn. Người ta chỉ cần đến con Quý Khánh mà thôi. Như vậy mà em vẫn vui đúng không? Lúc vui. Đó là chạy poster. Đúng rồi. Đi đủ thứ. Ấy vậy mà hẹn em cứ hẹn em đừng đến nhé. Trời ơi. Rồi, có lẽ là ai trong chúng ta cũng có ít nhiều tiếc nuối đối với quá khứ, với những điều mà chúng ta chưa làm được ha. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ đây sẽ là một cái cơ hội để chúng ta nói với tương lai của chúng ta trong 10 năm tới qua một cái thử thách dành cho các bạn trong cái hành trình ngày hôm nay. Đó là thử thách gửi đến chính mình trong tương lai. Các bạn sẽ thử thách văn chương bằng cách là tự viết một cái bức thư trong vòng 10 phút, độ dài 10 câu đổ lại thôi, gửi cho chính mình 10 năm tới trong tương lai. Và mỗi bạn sẽ được phát một cái gương để các bạn có thể tự nhìn lại chính mình. Rồi, thời gian 10 phút dành cho các bạn bắt đầu.
đi, sắp cái ra gì sân vậy? Khấu rồi. Sắp ra sân khấu hả? Ra sân khấu rồi, chân mày. Tôi điểm lẹ đi. Nhanh đi. Vẽ chân mày được chứ vẽ ký ức. Vẽ gì? Qua đây, anh vẽ cho. Trời ơi, em quá thân là Kiều Minh Tuấn. Vậy hả? Đây, đây, đây. Rồi, Kiều Minh Tuấn nha. Kiều Minh Tuấn. Mình học lớp được không? Đúng rồi. Học nhóm đi. Là sao gửi 10 năm sau hả? Gửi 10 năm sau. Thơ. Phải thơ hả? Phải văn đồ. Thơ mà thơ. Như vậy là sự ép em rồi. Em sao mà cảm xúc dạt dào mà văn thơ lai láng được. Bây giờ còn không biết mà mở đầu sao nữa. Ê, mở mạng lên. Coi bài văn mẫu như thế nào không? Gửi tôi 10 năm sau. Gửi tôi 10 năm sau. Chắc. 30 nha. 10 năm tới. Văn về đó. Trời ơi, văn về mà. Quá. Yêu quái, hiện cái hình kính chiếu. Thấy không? Thấy chưa? Tập trung, cáo chưa? Tập trung. Thấy chưa? Tập trung. Quy. Nhớ là tôi đi giết chị tôi đã quên rồi. Năm ơi. Yêu quái yếu hay, hiện quyến hình. Tiên rồi. Vậy đang tập trung nha. Đúng đó. Đang tập trung. Ok, anh đang tập trung. Hiểu. Sorry anh. Viết chữ nào chưa? Chưa. Em viết được hàng rồi, em hết viết nổi rồi. Sao văn kỳ vậy ta? Ủa em viết như cao phó vậy? Cái gì anh ơi? Sao tao vừa? Ủa đưa mình gặp đi thôi. Cho tôi miếng văn đi. Ơi. Cho tôi miếng văn đi. Mà anh em xin đôi. Ôi mà vừa thật là xui xẻo. Ý. Anh làm anh hồ gì em không nhớ gì nữa, em ghi chữ trăm rồi hết rồi đó. Chỉ trăm chỉ. Ừ. Rồi xong. Rồi, đúng một trang. Anh viết hay quá. Em xin đổi bài của em anh. Em viết gì nữa vậy? Cho đọc. Hả? Chữ đẹp quá, Quy chữ đẹp quá. Chữ đẹp từ xưa giờ. Em chữ em viết giờ vậy? Không đẹp đó. Thấy em hết hồn luôn rồi. Thì không dám viết nữa luôn á. Tháng này cà phê nhập vô Arabica, Robusta, nổi thứ tả, nổ. Rồi hết giờ, xin mời các huynh đài dừng bút được rồi ạ. Dừng bút. Ai sẽ là người đọc thư trước ạ? Bên kia đi, em chưa chứ sao. Anh lớn nhất đọc trước đi. Giúp em đi anh, bên kia xong trước làm đi. Giúp đi, tụi em học sinh yếu. Anh xin phép đọc trước nha. Chào bạn Thịnh của năm 2033. Thật ra tôi không có gì để nói với bạn, bởi vì tôi và bạn thuộc về hai thế hệ khác nhau. Bạn không ở thời điểm của tôi, cũng như tôi không ở thời điểm của bạn để có thể thấu hiểu những nỗi niềm của nhau. Nhưng chúng ta có chung một thứ, đó là gia đình. Là thứ mà ngay từ bây giờ tôi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây bảo vệ và yêu thương. Và tôi hy vọng 10 năm sau bạn sẽ tiếp tục cái công việc ý nghĩa đó. Dù bạn có thể già hơn và không đẹp trai như tôi bây giờ, nhưng hãy luôn nhớ tôi và bạn là đàn ông. Việc đầu tiên đáng tự hào nhất của người đàn ông là yêu thương gia đình của mình. Nhớ nhé Thịnh 2033. Wow. Hay quá. Xuất sắc. Anh nào tiếp ạ? Anh Khánh đi. Dạ. Khánh à, mày nên nhớ những gì tao nhắc mày ngày hôm nay. Hai người bạn thân nhau, luôn biết tôn trọng khán giả để mày có thể làm nghề này được dài hơn. Biết yêu thương chăm sóc gia đình và những người bên cạnh mình. Gia đình là tất cả. Đừng để một ngày nào đó mày phải hối hận vì mày không dành thời gian cho gia đình quá nhiều. Luôn phấn đấu trau dồi kiến thức để phát triển nghề. Không nên phí phạm sức khỏe. Sống làm việc theo pháp luật. Đã rượu bia thì không lái xe. Wow. Bà này phải đọc bên tháng an toàn giao thông là ok đó. Thì cắn một cái hóa tay à. Ok, đó là các em ha. Gửi bờm 10 năm sau. Tên ở nhà là bờm. Bờm á. Mày đừng hối tiếc khoảng thời gian này. Mày hãy trân trọng mỗi cơ hội mày có và cố gắng làm nó cho thật tốt. Lúc này thì tao đã biết yêu bản thân mình hơn rồi. Đang cố gắng giữ sức khỏe để cho mày thực hiện những mục tiêu sau này của mày đó. Có khi lúc này mày cũng sẽ nhận được một câu hỏi là: nếu mày được quay lại 10 năm, mày có sửa đổi gì không? Tao nghĩ tao và mày không những 10 năm, mà lúc nào kể đến lúc cuối con đường,
sẽ luôn mỉm cười vì những gì mình đã trải qua, đã sống một cuộc đời hạnh phúc mà hai đứa mong muốn. Hãy học tiếp, hoàn thiện mình vì hai chữ gia đình mày nhé. Bờm 2023 thân gửi. Trời ơi, hay quá. Anh đi. Thôi đừng có khóc mà, chưa đọc mà khóc thương cái gì á. Lời cảnh báo gửi tôi từ hôm nay cho đến 10 năm về sau nữa. Gạch đầu dòng. Có nhà tôi không? Có nhà. Giữ gìn sức khỏe hơn nha. Chăm chỉ tập thể dục, ăn uống kỹ lưỡng, yêu thương bản thân mình hơn. Và tập từ chối những điều mình không thích, kiên quyết hơn nữa nhé Tuấn. Tuấn à, tôi biết bạn yêu gia đình mình, nhưng bạn cũng nên tập thổ lộ tình cảm với những người mình mà bạn, những người mà bạn yêu quý. Bạn cố gắng tập nói ra để mọi thứ, rồi đừng để mọi thứ trong lòng. Tôi mong bạn khi đọc được dòng thơ này á, thì bạn đừng có nghĩ là mình đã già mà không dám làm gì. Em bị tuôn nhanh quá. Đừng nghĩ là già mà không dám làm những điều mình thích. Để nhớ lời tôi, bạn phải luôn trải nghiệm cuộc sống thật nhiều. Chắc bạn cũng sẽ biết là mình sống chỉ có một đời này để sống. Đừng sợ gì cả, cho dù nó có sai cũng đừng sợ. Dạ, em hết. 10 năm sau biết đọc được chữ này không nữa. Chữ mình giờ mình đọc không ra nữa. 10 năm sau trôi chạy không? Anh thấy anh Giang kìa. Tôi hả? Đây à, nếu mà gửi về sức khỏe thì mình không gửi, bởi vì sức khỏe mình sẽ có được ở 10 năm sau là do từ bây giờ. Đúng không? Và tất cả chúng ta phấn đấu trong cuộc sống này để tìm kiếm gì ạ? Hạnh phúc. Đúng. Trường Giang sẽ nhắn cho Trường Giang có 10 năm sau về hạnh phúc mà Trường Giang đang có. Và mong bạn hãy nhớ Nghệ An ngày 30 tháng 8 năm 2023. Chào Trường Giang, tôi chính là bạn của 10 năm trước. Hiện tại tôi đang vui và hạnh phúc cùng tất cả mọi người. Mong bạn hiện tại cũng hạnh phúc như tôi. Hạnh phúc tôi đang có. Nếu có khi nào bạn lỡ quên hai chữ ấy, tôi xin nhắc lại cho bạn nhớ. Người ta cứ nghĩ hạnh phúc là từ có, là có tiền bạc, có xe cộ, có nhà cửa và có hào quang. Nhưng không phải. Hạnh phúc chính là từ không. Không bệnh tật, không muộn phiền, không hờn giận, không tai ương. Cái có là cái thứ để người ta nhìn vào, còn cái không chính là cái thuộc về mình. Xin chào và hẹn bạn 10 năm nữa. Trời ơi, quá. Nè em. Ừ. Viết thư pháp hay gì? Mệt ngoạc quá. Em xin phép ban giám khảo đâu ạ? Nhiều lắm. Tôi xin phép đọc. Xin phép anh em. Lê Dương Bảo Lâm xa nhớ, Lâm có khỏe không? Tôi đau lắm, chưa viết thư tay. Lâm ơi, 10 năm không ngắn, nhưng nó nhanh như một cái chớp mắt. Đến thời điểm hiện tại, tôi rất tự hào về bạn. Vì bạn luôn cố gắng, bạn luôn bước về phía trước, dù là bước nhỏ nhất. Vì bạn không muốn khi nhìn lại cuộc đời mình giống như bài kiểm tra toàn chi chít những lỗi đỏ. Hiện tại bạn đã làm được. Tôi muốn 10 năm sau bạn phải giữ được nó, chăm sóc nó, yêu thương, phát triển nó. Đó là gia đình, sự nghiệp, đạo đức. Và hãy nhớ mãi câu: có không giữ, mất tiếc ghê. Hura, 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 hura. Đúng là hay quá trời. Hiểu đi. Em hả? Dạ. Em chỉ viết văn nói thôi, không có hay bằng mấy anh em. Dạ. Xin phép mấy anh em, xin phép mọi người trong đọc. Thư gửi tới tương lai, gửi Hiếu của 10 năm sau. Chắc là mày sẽ không nhớ mày đã từng viết bức thư này đâu. Nhưng mà khi mày đọc được, tao mong là mày đang có một cuộc sống hạnh phúc ở bên gia đình, bạn bè và anh em. Tao thực sự mong là mày sẽ vẫn còn giống như tao, vẫn sống hết mình với nghề, với âm nhạc. Và đặc biệt là luôn luôn khiêm nhường với tất cả mọi người, cho dù mày có vị trí cao như thế nào. Và vẫn nhớ cái lý tưởng của mình là sắp nổi tiếng nha. Nhưng hãy dành thời gian cho gia đình và ba mẹ nhiều hơn. Nói là mình thương ba mẹ như thế nào, điều này thì học hỏi từ mấy anh em 2 ngày 1 đêm nha. Còn hiện tại thì ta sẽ cố gắng không làm điều gì để cho mày phải hối tiếc. Ha ta. Viết văn vậy mà cho không hay. Thiệt á. Này khiêm tốn quá. Cái này đọc rap được luôn đó. Khiêm tốn từ trong lời văn cho đến ở ngoài đời. Khiêm luôn. Tốn thật thà dũng cảm của nó đó. Rồi, đảm ơn bạn luôn. Gửi bả vai 10 năm sau. Ờ. Lúc đó tôi đã mổ rồi. Lúc đó tôi đã mổ rồi. Gửi tôi của 10 năm sau nữa. Hy vọng rằng nhìn lại và cảm thấy mình chưa bao giờ ngừng cố gắng để giỏi hơn ngày hôm qua. Rita,
Cả một thập kỷ qua rồi, đã dành nhiều thời gian cho gia đình hay chưa? Đã giỏi hơn trong công việc hay chưa? Được như các anh hay chưa? Một thập kỷ cha mẹ đã già đi nhiều, còn minh mẫn như là ngày hôm nay mày ngồi đây và viết bức thư này. Con cái đối với cha mẹ thì là yêu thương, nhưng người đàn ông đối với gia đình thì là thấu hiểu. Cố lên Rít nhé. Đừng để vòng xoáy của cuộc đời cuốn đi mất tất cả những gì mày đang cố gắng. Ký tên Chris. Hay. À, như vậy là các bạn đã trình bày hết những cái tâm tư của mình, những cái lời nhắn gửi tương lai ha. Chúng tôi cũng rất là cảm động. Bây giờ thì các bạn sẽ được gửi mỗi người một cái chai để mình lồng cái lá thư vào, để mình lưu giữ lại, và 10 năm sau chúng tôi sẽ nhắc nhở các bạn. Không. Có thể lúc đó chúng tôi sẽ gửi cái link của cái chương trình của 10 năm trước, tức là cái link mà hôm nay chúng ta quay á. Tự thả để cho các bạn mở lại xem mình, lúc đó các bạn sẽ thấy mình thay đổi như thế nào nha. Tôi sẽ đem nó về nhà, tôi bỏ trong phòng nhà tôi. Em sẽ chôn nó. Tôi bỏ trong két sắt luôn. Ở gốc cây gần đây. Em sẽ chôn ở gốc nhà sàn này 10 năm xưa, em ra đây. Em vô chung chỗ với anh không? Mua miếng đất lại hả? Đúng, mà em sẽ mua được miếng đất ở đây. Là như ngầu luôn á. Tôi sẽ mua chỗ tôi đang ngồi. Tôi sẽ treo nó ngay cửa sổ nhà phòng tôi, để mỗi ngày tôi nhìn nó. Tôi để lên bàn thờ. Chi vậy? Chi danh? Cho nó linh nghiệm. Trời ơi, tự tờ cho linh nghiệm gì. Quý quý quý. À, các bạn chắc làm gì còn thời gian mà ghi nhật ký nào nào kia đúng không? Trời ơi. Đó, tôi có nhật ký, nhưng mà nhật ký không phải là ghi trong sổ mà ghi vô đầu con gái. Ghi vô đầu con gái là sao anh? Là anh đi làm về anh kể chuyện là hôm nay ba với chú Lâm mà tung tăng vậy đó. Lúc mà ba té chúng nó cũng cười chứ nó không hiểu chuyện gì. Nhưng mà mỗi ngày đều kể cho nó nghe một câu chuyện. Ồ hay. Nhưng mà hấp dẫn nhất là mình ngồi mình kể chuyện cho nó nghe. Nó không biết câu chuyện gì mà nó rất là lắng nghe mình luôn. Nó cũng không biết đầu đuôi thì như nào. Chỉ khi nào nó thích cái gì mà nó không biết thì nó hỏi. Con của em sẽ đọc lại giá trị. Sao đọc được? Thiệt, có những thứ em đâu nói chuyện được với vợ em đâu mà em nói với nhật ký được. Rồi khi nào? Rồi mai mốt lỡ vợ anh là lấy được cái cuốn nhật ký rồi sao? Bà viết cho một tờ khác bằng ký chỏng. Lý tưởng là ngọn đèn sáng chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng xác định. Không có phương hướng thì không có cuộc sống. Lev Tolstoy. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều. Đúng rồi. Cái tôi càng bé. Đúng rồi. Đúng rồi. Dài lắm. Dài lắm. Tôi và sự cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi. Đưa đây để đọc luôn. À, cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hãy cháy lên đi lửa thiên cao nguyên lửa cháy lên qua. Ủa vậy? Nam 4-3 cháu lên bài cho vô mẫu cháu. Tụi tui cháu tui không có nhà. Không có nhà thì mẹ trồng cây cây. Ông bà vào nhà máy. Ông bà vui cây cây. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng bé. Cái tôi càng nhỏ thì sự hiểu biết càng lớn. 7-7-7 Alexander. Trời ơi, chậm quá. Alexander. Let the story. Lý tưởng là đèn sáng chỉ đường. Lớn lớn tí. Lý tưởng là đèn sáng chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng bé. Cái tôi càng nhỏ thì sự hiểu biết càng lớn. Alexander, hiểu không? Rồi. Lẹ đi em, lẹ đi. Thông minh lắm, hiểu à? Ờ, cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Đúng. Cái tôi càng lớn thì sự hiểu biết càng nhỏ. Đúng. Cái tôi càng nhỏ thì sự hiểu biết càng lớn. Thì sự hiểu biết càng lớn. Alexander, hiểu không nữa? Hiểu không? Không có gì hiểu. Ủa? Không có gì hiểu không? Ý thì đúng nhưng mà chưa hoàn toàn chính xác. Và tác giả sai. Xuống em, xuống em, xuống em. Xuống hết luôn đi để anh nghe lại. Xuống em. Alexander mà. Không có ông nào mà Alexander. Ông Lev Tolstoy nói câu này. Lý tưởng là lẽ sống chỉ đường. Rồi ngâm thơ luôn. À, lý tưởng là ánh sáng chỉ đường. Trời ơi, cái này đâu. À, lý tưởng là ngọn đèn dầu chỉ đường. Đúng. Lý tưởng là ngọn đèn điện chỉ đường. Lý tưởng là ánh sáng chỉ đường, đèn dầu chỉ đường, đèn điện chỉ đường. Tôi lụi em bây giờ, em nói cái gì vậy? Em bị chó dí, em quên rồi. Còn em đổ ngư. Lại đi, lại đi. Câu khác, câu khác.
khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn. Hãy nhớ rằng, máy bay cất cánh ngược gió. Máy bay cất cánh ngược gió. Không phải theo chiều gió. Không phải theo chiều gió. Henry Ford. Henry Ford. Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh giàu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ lúc tuổi già. Aristotle. Chào anh. Ừ. Anh đi ra cho đội ta chơi. Đội chậm chạp. Khi mọi thứ đều chống lại bạn. Bạn phải nhớ rằng. Nhớ gì? Máy bay đang bay theo chiều gió. Bay chiều gió làm sao? Theo chiều gió. Xin lại. Arifor. Lại đi cho chắc luôn. Lại đi có một lượt thôi à. Cho em lại đi. Khi mọi thứ đều chống lại bạn. Học hỏi là lúc lực, trang là lực là vật trang hoàng trong lúc giàu sang. Học hỏi là vật trang hoàng trong lúc giàu sang. Là nơi trú ẩn trong lúc nghịch cảnh. Là nơi trú ẩn trong lúc nghịch cảnh. Và là nguồn dự trữ lúc tuổi già. Lúc tuổi già. Ờ, quên tác giả đợi xíu. Cái gì vậy quay? Tác giả, đúng rồi. À, học hỏi. Em cập nhật trước nha. Vật cảnh là... À, trời ơi. Học hỏi chết là... rồi, đội tôi chết rồi. Sao nãy giờ chưa xong nữa trời. Ừ. Hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, không phải theo chiều gió. Ngược gió không phải theo chiều gió. Henry Ford. Henry Ford. Henry Ford, nhớ Henry Ford nha. Henry Ford. Henry Ford. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, không phải theo chiều gió. Henry Ford. Theo chiều gió, ngược chiều gió. Hãy nhớ. Khi mọi thứ dường như đang chống lại bạn. Chống lại bạn. Ủa Huy làm gì lâu ta? Quên tác giả anh ơi. Tác giả Aristotle. Anh từ Lâm Đồng Nai đã chỉ phụ huynh mở đề mời anh. Anh từ Lâm Đồng Nai đã cho đời cảm thấy sôi vui. Tràn tới đây nhớ Đồng Nai. Ra rẻ, đôi. Ra rẻ, đôi. Đôi khi mình hay ra rẻ, đôi khi mình tưởng mình khỏe, nhưng mà mình thật không khỏe. Hãy nhớ máy bay cất cánh được. Cái này chịu được. À quá vậy. Thành công, thành công và mỹ mãn. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió chứ không phải thuận chiều gió. Harry Ford. Chứ không phải thuận chiều gió. Harry Ford. Nội dung gần đúng 95%. Trời ơi, là nó là đúng rồi. Đúng. Được, nhưng mà luật chơi từ đầu là phải đúng từng từ từng chữ. Vậy giờ mình làm lại lần nữa không? Bên kia là tính. Được không? Có được không? Được. Được. Xuống đuôi xuống. Nhanh. Vô. Nguồn dự trữ lúc về già. Học hỏi là vật trang hoàng lúc giàu sang, là cái gì trong nghịch cảnh? Là nguồn dự trữ lúc tuổi già. Aristotle. Cái gì trong nghịch cảnh á? Là nơi trú ẩn. Ừ. Máy bay cất cánh. Máy bay ngược sao? Ngược chiều gió. Cuốn theo không chiều gió. Không phải theo chiều gió. Chiều gió bay đường nào mình đi đường đó. Harry Potter. Harry Potter. Khi mọi thứ. Harry Fortuner. Học hỏi là vật trang hoàng trong lúc giàu sang, là nơi trú ẩn trong lúc nghịch cảnh, lúc nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ khi về già. Aristotle. Sai ba chữ chưa được. Lại lại mới này sai nè. Tôi nói không sai chữ nào chưa. Khi mọi thứ dường như đều đang chống lại bạn, hãy nhớ máy bay cất cánh ngược chiều gió, không phải theo chiều gió. Harry Ford. Sai bốn chữ. Vẫn chưa chính xác. Ủa vậy hả? Cha chỗ nào vậy ta? Anh biết xem sai chỗ nào không? Okay. Trang hoàng trong dầu cảnh dầu sang. Aristotle. Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh dầu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ lúc về già. Chấp nhận. Ôi. Yeah. Thank you.
ưu việt hơn người khác. Sự cao quý thực sự này nằm trong việc ngồi nhìn chiếc lạ. Chị ơi, con chị có quà cáp gì cho con tôi không? Chị, có nghe con em nói. Ủa, cho em đọc lại một lần nữa đi. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ, chẳng có gì cao quý hơn. Rồi sao nữa? Chẳng có gì cao quý hơn. Có cái gì không? Hả? Hơn người khác. Trong việc hơn người khác. Em đọc gì từng bên? Chẳng có gì cao quý hơn trong việc hơn với người khác. Chẳng có gì cao quý hơn. Chẳng có gì cao quý hơn việc hơn người khác. Không phải. Ma chờ con hoài, mà sức mạnh ma đợi con mãi. Thôi bây giờ đọc em con không có gì. Hiếu ơi, đừng kỹ quá, tới đây cũng chết à, Hiếu ơi. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Trước hai câu, trước hai câu. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chúng ta là lũ quỷ. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Mọi việc đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Mọi việc lại càng khó khăn hơn. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời. Chẳng có gì cao quý hơn trong việc ưu việt hơn người khác. Dạ. Mà sự cao quý thật sự nằm trong việc vượt lên chính bản thân mình. Chắc chưa? Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác. Và sự cao quý nằm trong việc vượt lên trên bản thân mình. Ernest Hemingway. Sai ba chữ. Sai ba chữ nữa nha. Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc càng khó khăn hơn. Nói gì nữa? Hết, nói tới hai câu vậy thôi. Chưa. Học từ câu. Ôi trời ơi. Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ, mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành. Nhưng chính trong khi chống lại gian khổ, chống lại gian khổ, mà sức mạnh nội tại nội tâm, nội tâm. Mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành. Nhưng chính trong khi chống lại ma con già rồi. Ma cũng già rồi. Ma sao mà mỏi quá. Câu này nó lủng củng lắm. Mà sự cao quý thật sự trong việc Nói câu xa thôi. Sự cao quý thật sự là sao? Nằm trong việc vượt lên chính bản thân mình. Tôi cũng nhắc lại cho ông nữa. Mà sự cao quý thật sự. Ôi thần linh ơi. Chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác, mà sự cao quý thật sự nằm trong gì vậy? Để tôi nằm trong việc vượt lên trước cái lớp mình, nằm trong việc vượt lên trước cái lớp mình. Dư hai chữ. Ủa, cái đúng gì vậy? Chắc tôi đúng vậy mà. Vô nè, em trả lời cho chị biết đó. Rồi em trả lời đi. Chị phải nhắc bài một câu thôi. Ok, chúc. Chúng ta sống trên đường đời. Gì? Thôi về đi. Anh ơi, chúng ta phát triển. Giống như con thiêu thân lao vào cuộc chơi. Chúng ta càng tiến bước thì ơi vậy. Thì phải bước chậm chậm. Tôi xin phép cho anh được gieo mình vào ngọn lửa này. Để anh tỉnh táo lại. Ladies and gentlemen, chẳng có gì cao quý trong việc ưu việt hơn người khác. Hay quá. Sự cao quý thật sự là buồn hay nằm đang ngồi hay mưa dọc em trong nằm ở việc vượt lên chính bản thân mình. Chính xác. Khoan, xin lỗi, tác giả là ai? Ernest Hemingway là một đáp án chính xác. Tuấn như vậy Lâm hiểu chưa ạ? Dạ hiểu. Lát phổ biến lại. Chiến thuật đi mẹ. Đi chọn đi. Là một sức một não đi. Sao? Ủa chọn chưa? Rồi, chọn chưa? Đi em. Ok. Giờ chiến thuật sao? Không biết chơi gì hết rồi. Ô bấy rồi chiến thuật gì nữa? Mình vẫn là chiến thuật vui vẻ.
Em Hiếu ơi, em thấy ai là đủ xứng tầm mình chơi với mình ở dòng này Hiếu? Hình như là người đó không có mặt ở đây anh ơi. Không có luôn hả? Hình như là người đó không có mặt ở đây anh ơi. Không có luôn hả? Ôi trời ơi. Bên đây là nhóm tư thức, đây là nhóm lanh lẹ. Nè nè, năm nay sao nhiều? Năm sáu ba sáu. Ba sáu. Thấy chưa? Lanh lẹ, được cái thiệt tình. Đúng. Được cái thiệt tình không giấu dốt. Ta nhiều khi ta dốt, ta giấu. Giấu dốt. Nhưng chỉ còn cái này là không giấu dốt. Có kết quả, có kết quả. Đội học phấn thắng, đội học phấn thắng. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời, lại chữ nghĩa nữa kìa nó. Trời ơi! Đã không ăn không học rồi. Một, hai, lên. Rồi, 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 rồi. Ok chưa? Anh ơi, thở, thở. Ủa vậy hả? Rồi, đi, 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 đi. Đưa nào, đưa nào, 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 nào. Rồi, hạ xuống, lên. Hạ xuống. Go. Đưa nào nữa, thẳng hay sai? Ủa? Trái, 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 trái. Rồi, hạ xuống. Trời ơi, ta thấy mình làm gì á? Đường trái. Đường trái mà. Thẳng. Thẳng. Đường lại. Điểm mình ba chữ hát là một. Lên. Một, hai, lên. Thẳng. Thẳng. Đường trái. Trái. Trái mà. Trái. Trái mà. Trái. Rồi, thẳng. Thẳng. Thẳng, 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 thẳng. Thẳng, thẳng, dừng lại. Thẳng, dừng lại. Rồi. Từ chừng nào mới được chơi anh? Trời ơi, sao dở sao mà nó ngu quá vậy? Trời ơi, ngu từ thằng nô đến thằng con. Hai tay chém nhau, hai tay chém nhau, đúng rồi. Trời ơi. Rồi, để dịnh cho, dịnh cho. Đó. Trời ơi. Đó, được chưa? Rồi. 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 Đội còn lại đã xong, đội còn lại đã xong. Đưa lên nhà em ơi. Đồng đi. Cái gì? Đi qua ba địa điểm thành phố của cả nước, điểm đầu là Bắc Bó Cao Bằng, điểm cuối là đất mũi Cà Mau. Đi vào thơ ca nhạc họa nhiều nhất, được quyết định thành lập lần đầu năm 1900. Ủa. Đi qua ba địa điểm của. Trời sao? Ủa này đường lên đỉnh Obelia. Sao khó quá. Ủa, nó là cái gì? Đi qua 30 tỉnh thành phố của cả nước. Chương trình đi qua 30 tỉnh thành phố của cả nước, điểm đầu là Bắc Bó, điểm cuối là đi vào thơ. Ủa, đi vào thơ ca hồi nào? Xuống kiếm. Được quyết định thành lập năm 1959, lúc này em chưa đẻ mà sao em biết được? Là bà ngoại, em được nhờ người thân bà ngoại em hay không? Gọi điện về bà ngoại đi. Đúng, 1959 là lúc đó em chưa có đẻ. Alo, ngoại hả? Ừ. Dạ. Rồi ngoại tắt máy luôn rồi. Ngoại không biết luôn. Nói rồi đừng phiền ngoại. Còn đi vào thơ ca là mình điên vô ngõ cùng rồi. Đúng rồi, làm gì biết thơ ca. Với cái gạch đầu hèo đều dòng cuối cùng mới là chí mạng đó. Được quyết định thành lập và lần đầu vào tháng 5 năm 1959 nữa. Trời ơi, nói lớn nhưng mà khán giả ngoài kia 900 người mà mọi thứ im lặng. Trời ơi. Không, cái đường. Không, cái đường. Nó là con đường. Con đường. Đường thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh rồi, chắc Hồ chắn Hồ Chí Minh. Chắc chắn rồi em ơi. Ok, chơi. Trời. Vion, phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.